Vị Quỳnh Long ở Hà Nội hỏi như sau: người tu theo thiền tông khi ốm đau bệnh tật mà không phải do bệnh vật lý, không chủ trương mời bác sĩ hay đi bệnh viện chữa bệnh, mà họ an nhiên tự tại sống theo mệnh của họ, mà mệnh còn thì vui sống, mệnh hết thì an nhiên đi không sợ sệt, như vậy thì có được hay không? Vậy tốt, phá vật lý tốt. Nếu gan mới đau đau kệ cho mày đau luôn đi. Còn nếu mà mình có chút xíu la chạy vô nhà thương kêu xe ambulance nó hú còi thôi. Dám không dám tu thì tông là vậy mới là từ gan đó, thấy không? Bởi vì mà mình muốn về Phật giới mà ở đây kệ, ở đó kêu cứu thương cứu làm chi. Rồi vậy tốt, cái đoạn đó tốt. Còn ý gì nữa không? Khi muốn về Phật giới thì phải có quyết tâm mãnh liệt, tạo được nhiều công đức trong sáng và biết gõ công thức để về. Thì đúng đúng rồi, về Phật giới thì căn bản phải ba phần. Một phải ham muốn về, hai là công đức thật nhiều, ba phải biết công thức đi. Chứ đừng đi ra, mới vừa ra khỏi cửa có người vũ đi theo chết luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Ngoài ba phần đó thì mình có cần phải tập cho thân tâm được thanh tịnh rỗng lặng hằng chi hay không ạ? Không có thanh tịnh rỗng lặng hằng chi. Tới đó đừng tưởng, chứ không phải thanh lịnh rỗng lặng hằng chi. Về Phật giới mới sử dụng cái này. Ở đây tới đây đừng tưởng gì hết. Thanh tịnh là tới đây gọi là thanh tưởng, chứ không có rỗng lặng hằng chi. Nếu rỗng lặng hằng chi thì nó lạc vào cái thế giới bị dụ rồi đó. Tới đây ai nói gì không màng tới là đúng. Nhưng mà cái thanh tịnh mà đi theo cái hướng qua tiêu dẫn mình đi, chứ đừng có nói tôi thanh tịnh tôi đi rồi chết à. Mình thanh tịnh có nghĩa là mình đã đưa vào cái ngã rồi đó, thì không thể được, thấy không? Bởi vì trong tu thiền tông này là không nói mình tu nữa, mà nói mình tu là mình kẹt. Nó tu rồi tôi bị chấp ngã rồi thì làm sao được. Phải chú ý cái phần này. Bởi vì người ta mới đọc sách sơ, người ta nói không tu cái bắt đầu nói ông không tu mà sao sẽ làm này là gì, không hiểu. Đó, mình phải hiểu cho rõ ràng về cái, bởi vì cái thiền tông bây giờ nó bắt đầu đi vào cái chu kỳ. Người ta nói trắng ra những cái gì mà Đức Phật muốn nói mấy ngàn năm về trước mà ổng không nói được. Vì sao không nói được? Vì cái thời kỳ đó người ta không tiếp nhận nổi. Cái đầu của thời kỳ đồ đồng không tiếp nhận nổi cái thiền tông này. Vì thế mà Đức Phật không dạy chứ không gì rồi. Mà đến cái thời kỳ điện tử rồi cũng không được nữa. Tiền điện tử là không có xài, mà phải tới rồi. Tới cái đời mà sau cùng, chuẩn bị cái trái đất đi vào chu kỳ sau cùng của nó thì mới được cho công bố ra. Bởi cái thiền tông này nó dữ lắm, chứ không phải đơn không. Mình thấy nó đơn giản vậy đó. Bây giờ mình tính này, bất cứ ai hiểu cái này mà vô thấy người ta làm bất cứ gì mình đưa vô một cái, ta chịu không nổi, ta chửi mình liền đó. Này, tao đang lạy Phật chứ không lạy Phật tao đập mày chết. tao đang cúng mà không cúng tao dí mà tao đập mày chết. Nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Giờ hỏi tiếp đi. Khi xưa các vị tổ khi học pháp môn thiền tông có vị phải mất 6 năm, 16 năm, còn có nhiều vị còn lâu hơn nữa thì mới kiến tánh và lưu sức kệ ra được. Hiện nay huyền ký đã được công bố, Phật tử chúng con thì mất thời gian bao lâu nữa thì mới kiến tánh? Đúng ngày xưa đó, cái trình độ dù muốn mấy ông tổ dù có giỏi cỡ nào cái trình độ cũng còn kém đó. Ông hiểu cái kiến tánh nhưng mà ông không giải thích về khoa học được. Các tổ á, hiểu kiến tánh nhưng mà không giải thích về khoa học. Giống như mình biết nhưng mà mình không có cái phương tiện. Vì thế mà các tổ cũng không nói này. Mà nếu ông có nói thì người ta nói ông là nó tầm bậy, nghe không? Vì thế mà cái thiền tông này nó ra đời, nó kèm theo chứng minh khoa học thì người ta mới tin. Chứ còn không kèm chứng minh khoa học là người ta chê hoàn toàn hết. Mà nên nhớ một điều, dù có kèm cái gì kèm
Nhưng mà một người tu người ta kiến chấp thì chắc chắn người ta không đồng ý. Vì cái người kiến chấp đọc sách không khi nào họ chú ý tới quyển cái chữ. Người kiến chấp đọc sách nhưng mà cái kiến chấp họ ra họ nó che cái chữ đi, thành ra họ không có biết. Đọc xong hỏi quyển sách nói gì không biết. Có nghĩa là đọc không chú ý, đọc cho có đọc thôi, chứ còn thu nhận không hoàn toàn không thu được. Bởi vì cái đầu cái thiền tông này ta bảo là đọc chữ phải đọc từ chữ từ lời, chứ không phải mà đọc ào ào không được. Tới đọc cái nào mà không hiểu thì phải dừng lại tìm hiểu tại sao cái chữ này lại ý nghĩa gì, thì người đó mới tu thiền tông được. Còn nếu mà không nghiên cứu cho kỹ thì đọc cho vui thôi chứ không nghe. Có nghĩa đọc hỏi hết quyển sách hỏi gì, chỉ hỏi một phần nhỏ họ cũng không trả lời được. Nó khó là khó ở chỗ đó. Vì thế mà mấy người kiến chấp á, đọc sách nhưng mà cái kiến chấp đưa lại cho cái người viết sách, thành ra hoàn toàn không hiểu được cái trong này. Rồi con hỏi tiếp đi. Bố mẹ con theo pháp môn thiền tông, có di nguyện là sau khi chết thì hỏa táng rồi gửi cho cốt vào chùa thiền tông Tân Diệu, ở nhà không phải thắp nhang cúng vào ngày giỗ, mà thỉnh thoảng có thời gian thì vào chùa thiền tông Tân Diệu viếng thăm, thì như vậy có đúng hay không ạ? Bây giờ để vô cái chùa thiền tông Tân Diệu đúng, nhưng mà cái ngày cúng như gì, thắp nhang cúng ai? Có nghĩa là nên nhớ rằng khi đã tu thiền tông để rồi thì cái ngày mà cái kỷ niệm ngày mất á, là kỷ niệm mời con anh em bà con lại, ngày này ba mẹ tôi chết gì đó, đã là kỷ niệm thôi, hoàn toàn không có cúng. Hoàn toàn không cúng, đã giải thoát rồi, không còn làm hình thức của thế giới vật lý nữa. Nhớ là xong rồi không hoàn toàn cúng, mà cái ngày đó được quyền làm kỷ niệm. Mời tới năm nay là năm thứ mấy, nói gì cho biết thôi. Mà mình mời mình phải lựa nha. Cái người mà vật lý đừng có mời, mà mời thà là ít đi, 5-3 người biết thôi, người nào hiểu mới mời, còn không mấy hiểu thôi. Chứ còn mời mấy cái ông mà vật lý vô, ông ăn mà ông còn chửi đó, ông ăn ông còn chửi mình đó, thì thôi. Đã ông bao ổng ăn mà ổng còn chửi, mà chửi thì mình không ăn thua gì, nhưng mà đều ổng mang cái nghiệp, mang cái nghiệp này, mang cái nghiệp chửi thiền tông, thì nên nhớ là nó quay một cái hàng tỷ năm mới trở lại làm người được, chứ không phải nhỏ đâu. Mà bây giờ mình nói ra thì cũng không được, bởi vì người ta kiến chấp mà do mình mời mà không lựa người. Người ta chuyên môn cúng tụng mà mình mời người ta đi ăn cái đám giỗ mà gọi là không cúng, để làm sao? Thì đương nhiên người ta phải có cái ý rồi. Tại nó tự nhiên, thế giới này nó tự nhiên như vậy, thì mình phải cố gắng, thà làm nhỏ thôi, anh em trong nhà thôi. Còn người nào hiểu thì mời, không hiểu thôi, chứ đừng có làm gì. Thế giới vật lý là người ta tới đó rồi phải kêu thầy cúng nữa, trời đã chết mấy chục năm rồi còn kêu lại cúng nữa, cúng cái gì? Nó mình phải hiểu cái thiền tông, hiểu cho thật cặn kẽ mới được. Còn hiểu lơ mơ mình vô đó là mình kẹt. Câu hỏi kế tiếp là: thưa bác, một người xin cấp bí mật thiền tông để được truyền thiền thì phải đạt được 4 phần như sau. 1. Phải có bài kệ trên 12 câu nói lên sự giác ngộ thiền. 2. Bài kiến giải nói lên sự ngộ thiền của chính mình. 3. Trả lời được 26 câu hỏi quy định, đạt trên 60%. 4. Là phải vấn đáp đạt. Như vậy cho con hỏi, nếu lần đầu tiên kiểm thiền vấn đáp không đạt thì thời gian bao lâu mới kiểm lại? Thế này là tùy theo cái ban kiểm thiền. Thí dụ cái ban kiểm thiền bây giờ nó đang có 10 người,
mình không được thì nó quay trả lại, nó đê làm sau lưng á, thấy không? Mà cái ban kiểm thiện và đang phụ trách 100 người thì con phải đợi tới con cũng gõ nghe là không đạt, phải quay sắp hàng trở lại, thấy không? Giống như hồi đó gì đó, ta sắp hàng, ta kêu con không có tên thì ta bỏ đi, thì bắt đầu con phải sắp hàng lại. Thì cái này không nói cái thời gian được, mà thời gian có thể hiện giờ theo tôi biết á, có thể gần nhất là 6 tháng mới được kiểm, mới được mời trở lại, hoặc là có gửi, có gửi hồ sơ tới thì cũng phải 6 tháng sau ít nhất, còn nếu lâu thì cũng phải cả năm, 2 năm trời. Vì hiện giờ Thiền Tông người ta đã hiểu, người ta tu rất đông, vì thế mà cố gắng tất cả những người mà dự thi Thiền Tông này cố gắng làm cho nó chuẩn xác, chắc ăn thì mới nộp, còn không chắc ăn đừng có làm qua loa. Vì cái người mà ta kiểm thiền đó, ta kiểm ở trong mấy cái quyển sách, mà đặc biệt là ta kiểm trong cái quyển số 9 và cái quyển số 10. Hai cái quyển này cố gắng đọc cho kỹ. Nếu mà trường hợp mà không đạt thì không, đừng có năn nỉ mất công lắm. Năn nỉ sao? Năn nỉ đây đâu phải là cái chỗ ăn hối lộ đâu mà năn nỉ. Không được thì ta dẹp, dẹp rồi mình ta báo cho mình biết là không được, thôi làm lợi phải nạp lợi, sắp hàng lợi. Thì sớm nhất cũng 6 tháng mà trễ nhất cũng phải 1 năm, năm mấy á. Nhớ một điều là không đạt đừng năn nỉ. Thiền Tông không có vụ năn nỉ. Thiền Tông dứt khoát như cái máy, không được thì nó quay một vòng nữa. À, muốn dự thi cứ đúng một vòng, mà tùy theo cái người dự thi nhiều ít. Ví dụ 100 người thì mình sẽ sắp hàng 101. À, mà ta 200 thì cũng vậy. Thì cái này là không trả lời dứt khoát tới thời gian, mà tôi nói hiện giờ ít nhất phải 6 tháng sau hoặc 1 năm sau. Rồi con hỏi tiếp đi. Có một vị tên là Dương Văn Lộc có hỏi như sau: tổ chức ban bệ trời tứ thiên vương là như thế nào ạ? Giống mình ở đây tổ chức một cái tập đoàn vậy đó, thấy không? Một ban bệ từ thế dương giống như một cái tập đoàn, và mình ở đây gọi là tập đoàn xây dựng, ở trên đó gọi là ban bệ xây dựng các hành tinh. Nó vậy thôi. Trời cười ta, ông Phật sử dụng là cái ban bệ, thì mình ở đây gọi là tập đoàn, hai cái này nó giống nhau. Dạ thưa bác, cho con hỏi một câu, mà trước khi hỏi thì bác có cho hỏi không, để con nói một cái. Tại con là người dân tộc Campuchia sống ở Việt Nam, cái thứ nhất, cái thứ hai là con không có đọc sách nhưng mà nghe thôi. Bác có cho hỏi thì con hỏi, mà hỏi trong nội dung trong 11 cuốn sách, không có đi ngoài trong đó. Mời anh hỏi. Dạ thưa bác, cái điện từ quang nó như thế nào? Điện từ âm dương thì con biết, cái điện từ quang nó như thế nào mà con thấy nó kỳ kỳ, mà không biết nó nằm trong cái dạng mà nó có thể là nó cái dạng mà nó biến thể của cái điện từ âm dương mà nó ra cái điện từ quang hay không? Nhờ bác giải thích rõ ràng cho con hiểu cái phần đó hơn. Thế cái phần này đưa ra cái ví dụ con mới biết. Bây giờ cái biển Thái Bình Dương mình á, phải không? Nó là trời trong mây tặng. Mà nếu có một cái cơn bão rồi nó cuốn hút, thì chỗ đó nó còn trời quang mây tặng nữa không? Nó sẽ không còn. Nó là do cuốn hút của lực âm dương nó mới đi. Thì cái mà cuốn hút đó nó gọi là, cái cuốn hút đó nó gọi là điện từ âm dương hoặc là không gian âm dương. Còn bên ngoài của nó đó thì nó là không gian thanh tịnh, ví như là điện từ quang. Có nghĩa cái vùng nào mà nó hút thì người ta gọi là âm dương cuốn hút. Nhưng mà nó cuốn hút bởi điện từ, chứ không phải vì khoa học chưa có biết trong không gian này có điện từ. Nên nhớ rằng khoa học chưa biết trong không gian này có điện từ.
mà khoa học nó nói trái đất này nó quay được, mặt trăng quay được là nó nhờ lực hấp dẫn kéo đi. Mà hỏi nó lực hấp dẫn cái gì chưa trả lời, khoa học chưa trả lời. Thì bây giờ trả lời với con cái câu điện từ quang, từ điện từ thanh tịnh mà nó di chuyển, nó trở thành điện từ âm dương. Di chuyển xuống gọi là âm, di chuyển lên gọi là dương. Hai cái này nó cuốn hút nhau, nó mới sanh hóa. Vì thế mà trong thế giới này gọi là thế giới sanh hóa nhất âm dương, mà nó cuốn hút theo cái quy luật của nó. Tất cả những cái gì di chuyển đều có cái lực. Giống như cái xe con để trong nhà không quy luật nha, mà con ra ngoài đường con chạy phải đúng cái quy luật là lưu thông. Nó là vậy. Con hiểu không? Có nghĩa là trong cái điện từ âm dương này chính là cái điện từ quang, nhưng mà tại nó di động thành nó là âm dương, nó dừng lại nó là điện từ quang. Cái đó là giải thích cho hiểu vậy thôi, chứ còn sự thật bên trong của nó đó, nó cả một cái vấn đề, cả cái hệ thống điện của nó mà. Mình mới hiểu là cái điện này giống như nhà máy nó phát điện ra, mình chỉ là điện thôi chứ mình đâu có biết nó là sao. Đụng nó giật, không đụng nó không giật. Nhưng mà nó chuyển qua bóng đèn hoặc là hình ảnh gì thì ăn thua. Nó biến thể từ theo cái màu sắc, cái dạng đó là do cái biến thể, do cái tưởng con người làm ra. Đó, thì trả lời cho con biết là điện từ quang, đứng yên là quang, quay là âm dương. Hiểu không? Ai ở trong cái âm dương này phải chịu cái quy luật nhân quả của nó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, nếu mà điện từ quang, một con người mà cảm nhận điện từ quang nhiều thì người xung quanh nó có ảnh hưởng gì không? Trong điện từ, trong con người mình có điện từ quang nhưng mà mình không biết, dù có nói cũng không biết. Vì thế mà ai cũng nói là con người có Phật tánh, ai cũng có Phật tánh, mà không hiểu Phật tánh là cái gì. Mà bây giờ nói là Phật tánh thanh tịnh, thấy nghe nói biết, nhưng mà chỉ biết trên cái ngôn ngữ thôi, chứ không có biết trong cái thực tế được. Vì thế mà tất cả nói tôi kiến tánh là ông xạo. Từ Đức Phật tới giờ chưa có ai kiến tánh được hết, mà chỉ mấy cái ông kia, ông tổ gọi là nhận định được thôi, nhận được thôi chứ không kiến tánh. Cũng như bây giờ tụi con lại đây con học, bây giờ nói là tôi biết cái tánh Phật rồi đó. Hỏi gì? Thấy nghe nói biết. Con chỉ lặp lại trong sách vở thôi, chứ còn cái thấy thanh tịnh làm sao con thấy được? Cái nghe thanh tịnh, cái nói thanh tịnh làm sao con biết? Con chỉ nghe bằng danh từ thôi, hoàn toàn không, thực tế không được. Chỉ có các vị tổ mới cảm nhận được cái này. Vì ngày xưa đó, mấy ông tổ đâu có giảng như bây giờ. Ông Lục Tổ Huệ Năng, ông đâu có biết cái vụ này đâu. Mà khi mà ông nhận được, ông hiểu. Ông chỉ nhận được, ông hiểu thôi. Thấy không? Chứ hồi xưa mà nếu mà cái này nó phổ biến ra thì thiếu gì tổ. Bây giờ tất cả những người hiểu cái này, những cái ký tự đưa ra, những cái hành động đưa ra, người ta biết hết thì là tổ hết rồi đó. Nhưng mà không được, thời này không được làm tổ. Bây giờ anh tu giờ 50 năm mà anh không hiểu cái này thì cũng là phàm phu thôi. Anh không tu ngày nào nhưng mà anh hiểu cái này, anh là một vị thánh đó. Tôi không nói thánh tăng mà là vị thánh đó, chứ không có nhỏ đâu. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Còn mình không hiểu cái này thì nó đúng đó. Đừng có xưng tôi là kiến tánh, đừng có xưng. Không có kiến tánh nổi, làm sao kiến tánh nổi. Có nhiều người họ xưng cái này nè, họ lạm dụng, biết sao không biết. Nhưng mà thôi mình cũng nói ta, tao không kiến tánh, nói cho ta vui thôi. Chứ kiến tánh sao kiến nổi. Thấy không? Người ta kiến tánh sao cái quyền ký chưa công bố ra, ông không kiến tánh đi. Khi nhà lại công bố quyền ký là anh mới kiến tánh. Rồi con thắc mắc hỏi tiếp đi. Con có câu hỏi thứ hai. Cũng như cái ông tổ nào thì con không nhớ, nhưng mà có một cái câu á, là bà bán cơm á, là bà bán cho ông tổ đó giảng kinh Kim Cang đó,
là bà bán cơm bà có hỏi ông tổ mà giảng kinh Kim Cang đó là quá khứ tâm bắc vị đắc, rồi hiện tại tâm bắc vị đắc, rồi vị lai tâm bắc khả đắc, nhờ bác giải thích dùm ba câu đó dùm con. Cái phần này là của cái bà bán quán ở dưới chân núi Long Đà ở bên Trung Quốc. Một ông Đức Sơn, ông xưng là Thiền sư Đức Sơn, là người chuyên giảng kinh Kim Cang 20 năm. Ông mới đi tới chân núi Long Đàm để lên mà đấu chắc với ông Sùng Tính. Ông Sùng Tính tuyên bố rằng muốn thành Phật không tu mà vẫn thành Phật được. Ông Đức Sơn này ông nói đó, trong kinh nói là tu 3 lần vô số kiếp còn chưa thành Phật. Ông nói là tức tâm là Phật. Tôi lên tôi đốn ông vậy thôi, tâm mình là Phật. Ông này không chịu tu mấy này, 3 vô số kiếp mà còn chưa biết cái tâm mà ông làm gì, ông nói cái này. Thế mà ông mới lên gặp cái bà quán, thì bà quán thấy ông gánh một cái gánh kinh. Hồi xưa không phải đọc cái quyển sách như mình đâu. Thì ông mới hỏi bà quán, bà dọn cho tôi mấy món điểm tâm. Đây là cái câu dính vô con chim can. Bà chủ quán mới nói đó, bây giờ tôi hỏi thầy một câu, nếu mà thầy trả lời được á thì tôi cúng dường bữa cơm này, và đồng thời tôi tặng cho ông một số tiền. Ông kia mà tôi giảng sư mà nghe nói là ông khoái quá rồi. Thì bà hỏi vậy chứ thầy điểm tâm, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, vậy thầy điểm tâm nào? 3 thời. Ông Đức Sơn ông cứng họng. Rồi sao? Một giảng sư lừng danh bị cái bà quán hỏi một câu ông cứng họng. Đó là cái câu chuyện đó đó. Đó là câu chuyện giữa ngài Đức Sơn với cái bà bán quán ở dưới chân núi Long Đàm. Mà trên núi Long Đàm thì có cái đạo tràng của Thiền sư Sùng Tính. Thấy không? Đó câu chuyện con hỏi nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ con hết câu hỏi rồi. Cảm ơn bác. Có lần con nghe bác giải thích là khi gơi thẳng là đúng về Phật giới, gơi nghiêng là quay lại dòng tộc. Lần sau thì có nghe bác giải đáp thần, khi thần cho qua cửa ải luân hồi rồi thì không trở lại luân hồi được, mà chỉ vô loài cô hồn chứ không về Phật giới. Vậy xin bác giải thích rõ để cho con được hiểu. Thế câu này phải hiểu thế này nè. Ở trong cái thế giới này, nhân quả luân hồi là do ông thần quản lý. Mà ông thần quản lý, ông thả rồi, ta không cho mày luân hồi nhân quả nữa, mày đi về đi. Nghĩa là ta không bắt buộc, có nghĩa là thả chưa ra khỏi quy luật luân hồi nha, mà tôi thả ra cái quản lý luân hồi thôi. Ông thần quản lý nhân quả luân hồi là tôi thả mày về đó, tự đi về đi. Đó là gọi là ông thần ổng giữ lại, ông thần ổng thả. Nhưng mà bây giờ có thả đó, bây giờ giống như ở thế gian, cái người đó bị ở tù, cái ông quản giáo ông thả nó, giờ tao thả mày ra tù rồi mày về đi. Rồi sao? Đi ra ngoài gặp mấy thằng cò nó chặn đầu nó dụ đi. Đó là vậy thôi. Còn cái bên kia cũng vậy, ông thần quản lý rồi nhưng mà ông qua tay mấy ông thánh gạt để đi vô nhà ổng chứ không có làm gì rồi đó. Nếu mình được thì đi về luôn, còn không thì vô thánh nha, chứ không có vụ đi về dòng tộc được đâu. Nhưng mà ý hỏi câu này có phải vậy không? Tôi cắt phân kĩa vô này thôi. Thấy không? Đã quyết định trong thế giới vật lý này, anh tạo cái gì, anh phải muốn cái đó thì người ta mới thành tựu cái đó. Chứ anh nghĩ có tiền rồi mới tôi đi Tây, chúng nói tôi đi Tàu rồi sao được? Tây là Tây, Tàu là Tàu, cái gì phải cho nó rõ ràng.
chứ không phải ngồi đó rồi nói tùm lum không có được. Cái gì phải quyết định luật nhân quả luân hồi vậy, thực thi ông thần muốn đi đâu là nó đã cấu đúc kết rồi, thì ông thần nhìn thấy cái đó thì ông thần thực thi nhân quả đến chỗ đó liền, thấy không? Lên đó đi hưởng hết rồi trở lại đây làm người đi, rồi muốn tiếp chứ không có thể là một. Bởi vì trong cái đạo Phật mà có cái câu chuyện mà phước huệ song tu, đây là nói tầm bậy. Phước là quyết, huệ là huệ, chỉ làm gì hai cái song tu được, nói chuyện tầm bậy tầm ba. Phước là đi tu lên cõi trời hoặc ở đây làm người giàu sang. Có huệ là gì? Của là Phật nhận. Cái huệ này là tu để làm cái gì? Người ta tưởng tu cái huệ để thấy này, huệ là thấy cõi âm. Một là anh đi giảng sanh ra đây, hai là anh làm cô hồn đó. Nó cho biết cái huệ ở đây, thế giới này, cái huệ ở đây gọi là cô hồn đó. Muốn nào? Muốn giảng sanh hay muốn làm cô hồn? Phải chọn chứ không có địa vụ mà phước huệ song tu. Tại ta không hiểu cái huệ là cái gì. Cái huệ nhạc, huệ của ông Phật nó khác, huệ bằng Phật nhãn nó khác, cái huệ bằng cái tánh người nó khác. Huệ bằng tánh người chỉ thấy cõi âm là thấy rồi cô hồn thôi. Còn cái huệ của ông Phật là thấy cả trời, cõi trời và các cõi ở đây và các cõi khác nữa. Cái huệ một người Phật nó khác. Cũng giống như cái bóng đèn pin nó khác, một cái bóng đèn pha nó khác. Đèn pha nó 500 won, nó thấy bao nhiêu, còn đèn pin có 3 won. Nó cũng thấy nhưng mà thấy rất nhỏ. Cái huệ mà nó là huệ của cái đèn pin hay là huệ của cái đèn pha, nó phải phân tích cái được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Có lần con nghe bác nói khi cuối đời mình tạo công đức mà có lỡ nổi sân hay chấp gì đó thì ông thần cũng không bôi đen công đức. Đó là vì sao ạ? Bây giờ đó mình trong tánh Phật của mình nó chứa công đức nhiều rồi đó. Thì bởi vì tại sao mà nói thiền tông anh phải ham muốn thật mãnh liệt. Khi mà anh có công đức rồi mà anh làm lem nhem ở thế giới này là ông thần không cho anh về đâu. Đủ chuyện hết mà. Nó có công đức mà nó không chịu về, nó làm đủ chuyện hết rồi nó cho ở lại. Chỉ trừ trường nào mà có công đức mà muốn dứt khoát về thì ổng biết cái tuổi thọ của mình bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng để chết. Thì những năm tháng sau cùng ổng không có bôi cái công đức này để cho mình đi về. Đó là cái nguyên tắc nó chỉ vậy. Chứ còn tất cả những điều có công đức càng nhiều càng tu không biết, nhưng mà còn ham ở đây thì ổng hoàn toàn bôi luôn. Ngày mai chết bữa nay có công đức ổng cũng bôi luôn, ổng không sợ, ổng thả đâu. Thế giới vật lý nó là vậy. Cái đây á là mình không biết làm sao, chứ điều lệ của một vị thần thừa hành tuân thủ rất nghiêm trong cái luật của loại thần. Giống như mình trong ở đây trong quân đội thì phải phục tùng lệnh trong quân đội, phải một cách nghiêm khắc, chứ không phải là dân sự đâu. Dân sự là học khác, dân sự là nghe không nghe thôi, chứ còn trong quân đội một là luật sắt đối với anh đó, anh chịu nở đây không chịu thôi, vậy thì mới đánh giặc được chứ. Chứ trong quân đội mà chỉ có một cái anh mà nhát thì thôi, nguyên cái đại đội tiểu đội đó là chết liền. Gan thì phải gan hết, còn nhát phải nhát hết. một tiểu đội 10-12 người, có thằng rút lui rồi, 11 kia đâu dám chạy tới đâu. Cái luật nó sai rồi, đấu phương nó thấy là mình thua rồi, thấy không? Thế giới này nó là phải vậy, phải hiểu cái này. Thiền tông nó cũng vậy á. Thiền tông này phải dứt khoát, anh muốn về là không, còn anh không về không ai cản. Không muốn về thì ở đây muốn làm gì làm, mà là thì ta chiều anh. Giờ sau cùng anh ở đây anh làm phước thì phải ở đây anh hưởng cái phước. Phước dương thì đi lên, phước âm thì ở đây, chứ làm sao anh thoát khỏi được này. Bởi vì trong cái luật nhân quả của vị thần thi hành luật nhân quả rất nghiêm. Không có vụ mà cúng tụng mà cầu xin, mà không có cái vụ mà cúng mà xin lỗi tha tôi, không có chuyện không có ai tha đâu. Đừng có tưởng đâu cái người chết đem mầm trái cây cúng, đem cúng cho ông thầy nhiều rồi nhân quả nó tha, xin lỗi
nhân quả ông Phật còn không dám rớ vô, mà ông thầy làm gì dám rớ vô cái chuyện này. Thì ông, nếu mà ông thầy chân chánh được, tôi đến tôi tụng, yêu cầu tôi tụng gì tôi tụng cái đấy. Nhưng mà kết quả tôi không biết, tôi chỉ đọc theo kinh thôi. Vậy mà ông thầy chân chánh. Chứ đừng có nói giờ cúng 1 triệu đi, tôi trọng một sách, một phẩm kinh 2 triệu thì nó sẽ gấp đôi, cái lực nó mạnh hơn, không có cái chuyện mạnh hơn đâu. Anh tụng vào 1000 cái cũng vậy thôi. Lực nhân quả, đối với nhật nhân quả, ông thần không có tha anh đâu. Tụng kinh thì tụng cho ông Phật rước mình, ông Phật nào ngồi đây rước. Nó mình phải hiểu Thiền Tông bây giờ nó ra đời, nó nói trắng ra. Có nghĩa thế giới nhân quả, thần thực thi nhân quả, thánh lừa gạt mình. Mình phải sống 2 cái này nè. Nếu mình sống được thì mình mới thoát ra cái quy luật này. Còn không, mình sử dụng cái tưởng là mình chết với mấy ổng luôn. Tới tưởng mà, tới 84.000 cái tưởng, chứ đâu phải có 1-2 cái tưởng đâu. Biết đường đâu rồi, thấy không? Rồi thì con hỏi tiếp đi. Tất cả vạn vật trên trái đất này có sự sống là do tánh Phật ẩn vào làm sự sống. Vậy khi trái đất sắp tan rã thì sẽ có một trái đất mới hình thành mà có sẵn thực vật trên đó. Vậy cho con hỏi, tánh Phật đâu ở đâu có sẵn mà ẩn vào trong đó để làm sự sống cho thực vật? Bây giờ trái đất này nó có tan rã không, nó cũng nằm trong cái bầu hoàng đạo một. Nên nhớ nè, anh có tan rã cũng nằm trong bầu hoàng đạo một. Phải nhớ cái này nè. Bây giờ cái trái đất mà nó chuẩn bị tan rã thì tất cả các tánh Phật không được quyền vào, mà phải chọn trái đất nào nó chưa đó. Vì thế mà bắt buộc phải có một vị Phật dẫn đi, dẫn vô tới cái đấy này. Giờ Nam Diêm Phù Đề nó còn có 1-2 năm nữa đó, nó chết đó, đừng có đi, để qua Bắc Cô Lô Châu đi. Thì cái nếu mà cái Nam Diêm Phù Đề nó chịu bị mất thì hoàn toàn các vị Phật không cho vô qua các hành tinh khác. Vì cái luật chu kỳ của nó mà 10.000 năm trái đất nó bị tan rã một lần, trái đất của mình 7 tỷ rưỡi rồi, 10 tỷ năm, bây giờ nó 7 tỷ rưỡi thì nó còn cho vô được 2 tỷ. Mà trái đất chỉ còn 500 năm nữa thôi là hoàn toàn không cho vô, vì nó chuẩn bị nó tan rã thì phải đi qua 5 trái đất khác. Còn khi mà một cái trái đất tan rã đó, nó chuẩn bị tan rã thì trời Tứ Thiên Vương phải điều hành một cái hành tinh mới tinh, trong đó có là thực vật và động vật sống rồi, chỉ còn thiếu cái loài người thôi và thiếu cái trung ấm thân thôi. Khi trái đất này nó bị tan rã, loài người chết tức khắc biến thành trung ấm thân liền. Trung ấm thân ở trong cái vùng này phải phi chuyển qua kia, di chuyển qua kia bằng cái trung ấm thân, vì con người chết phải biến thành tức khắc trung ấm thân liền chuyển đi. Còn những người mà có cái nhiệm vụ mà sống để làm thủy tổ của trái đất mới này thì những người này có phi thuyền phi cơ gì nó bay qua gì này, trái đất nó cọ sát rồi, nó gần, thấy không, thì qua đây mới làm thủy tổ loài người. Nhưng mà qua làm thủy tổ loài người sau chừng 1-3 năm thôi, không nhiều, thì trở thành con người đồ đá. Vậy có ai sản xuất gì đâu, dù anh có đem cái gì đi qua vài năm nó cũng hư hết rồi. Mà qua đây đâu có được nhà ở sẵn đâu, thì phải chui vô hang núi ở. Vì thế mà vô đó thành đồ đá. Quần áo 1 năm mà sao, tại mình ở đây nhiều bộ mình xài, với qua bển người đem cáo bộ hay bộ 1-2 năm mất hết thì làm gì, thì thành ra trần minh khố chuối rồi, lấy ra chuối vào dấn đó, nó nguyên tắc nó là vậy. Rồi dần dần mới đi vô trong thời kỳ đồ đá, 3.000 năm sau mới trở thành bước vào kỷ nguyên đồ đồng, thấy không. Rồi 4.000 năm sau thì mới bắt đầu một vị Phật ra đời. Một vị Phật ra đời xong 3.000 năm sau bị hủy diệt, tổng cộng là 10.000 năm.
thành trụ và diệt một trái đất là 10.000 năm, đi ba thời kỳ: thời kỳ đồ đá, thời kỳ đồ đồng, thời kỳ điện tử, nguyên tử. Nó là đi theo chu kỳ trong vòng 10.000 năm thôi. Cứ vậy mà nó lặp đi lặp lại 1.000.000 lần trái đất bị tan rã. Đó, mình phải hiểu thế giới vật lý này nó vậy. Tất cả những người chết, vừa chết là biến thành trung ẩm thân chuyển qua bên kia. Do tất cả bên kia trái đất, nhưng mà trung ẩm thân nó không biết. Nhưng mà tất cả những vị thần biết, bây giờ tụi bay nhà sập rồi đó, đi qua nhà mới ở đi. Vị thần nói phải đi qua, do vị thần thôi. Còn lúc đó là tánh Phật không vô được, mà là trung ấm thân thôi. Còn những mà tánh Phật nó hưởng phước quả trời thì nó ở trời, nó đâu có biết trái đất này hư đâu. Nó đâu có biết trái đất này hư. Mà khi nó mãn rồi thì nó trở lại trái đất. Trái đất mới nó ở vị trí này, nó mới đầu thai vào làm con người ở đây. Nó phải hiểu cái nguyên tắc sinh diệt của một cái trái đất. Rồi con hỏi tiếp đi. Người âm thì mang tần số cực âm, mà pháp môn thiền tông thì cực dương. Lý do gì mà người âm tiếp cận được pháp môn thiền tông? Lý do gì người nam hả? Người âm á, tiếp cận được pháp môn thiền tông. Bây giờ đó, cái người âm á, nếu cái người âm mà ngày xưa đó mà ta thích tu, mong giác ngộ giải thoát mà không ai dạy, thì cái người âm đó đó nghe ở thế gian này phổ biến thiền tông và phổ biến công thức về Phật giới thì người âm nó biết nha. Còn cái người âm mà không có các cái tiêu chuẩn này, nghe đi không nghe. Giống như ở thế gian này, nghe chùa Tân Diệu thấy giác ngộ giải thoát nhào vô học. Còn cái ông kia không cần, thấy giác ngộ giải thoát ông bỏ ông đi. Người âm kia thì nó đã có cái hoài bão lâu đời rồi, mấy đời mà tôi tu giải thoát mà không ai chỉ. Tôi sanh lên làm người, chết rồi thời cũng mất, không ai chỉ. Mà nên nhớ rằng cứ 10.000 năm vậy là trước bao nhiêu đời? Nếu ở dòng tộc tôi cho 100 năm đi là bao nhiêu đời? Vì thế mà người ta khát khao khi nào nghe tới cái giác ngộ giải thoát thì người ta thích bằng cách nào. Vì thế mà tất cả người mà trong dòng tộc á, mà có người chết ra mà cứ làm vậy hoài, thì bây giờ tạo công đức hồi hướng cho ba kiều thất tổ cửu quyền á, 7 đời trước 9 đời trước nhận được cái này. Ổng vừa nghe, ổng trong đầu ổng mà có một chút xíu về công đức một cái thì cái nâng cấp ổng lên liền. Lần là thì bắt đầu ổng tự nhiên là ổng hiểu, ổng trở về dòng tộc luôn ạ. Vì thế mà tạo công đức hồi hướng cho người quá cố, nó phải có cái công thức của nó. Ban đầu không dám nói cái này, nói này sợ người ta nói làm tùm lum đi đóng đúc. Chứ có cái công thức tạo công đức hồi hướng cho người quá cố, có chứ phải không? Dù quá cố ở đâu đi nữa, công đức ở đâu thì công đức vẫn chạy về người đó. Dù cho anh ở cõi trời vô sắc cũng chạy tới rồi. Vô sắc là trên đó ta hưởng cái thanh tịnh. Khi tự nhiên con cháu các đời đây mà tạo hồ hướng cho mình, tự nhiên nó có công đức, tự nhiên nó giật mình, nó bỏ cái vui chơi thanh tịnh đó, nó bỏ đi liền. Nó phải trở lại thế giới này để nó học cái công đức. Là vì cái thiền tông nó ra đời thời gian rất ngắn, không có dài được. Đó, dù bất cứ ở đâu trong thế này, kể cả địa ngục luôn, nếu có công đức mà con cháu hồi hướng rồi. Địa ngục là cái gì? Là cái nơi tối tăm, không có đèn, có đuốc vậy đó. Mà chỉ có một phần công đức vào trong tánh Phật rồi, cái người đó nó sáng ra liền. Trong một cái đám tối đó mà có một cái, có con đốm đốm ở trong đó, thì cái con đốm được đường đi ra đó. Nó biết đường nó đi ra. Vì thế mà còn trong quy luật nhân quả luân hồi này thì không đâu, dù ở đâu tạo hướng hồi hướng công đức vẫn được như thường, chứ không phải không. Nhưng mà với điều kiện người đó đó phải ngày xưa phải có cái nhu cầu, nhưng mà không được. Bây giờ con cháu hồi hướng thì nó mới bắt được cái làn sóng này, chứ hồi xưa không có nhu cầu và hồi hướng nó không vô được. Thấy không?
Chỉ trừ trường hợp mà người ta mất rồi mà giờ muốn về mấy đời không được, mà giờ hồi hướng người đó về được. Còn người mà chửi cái này thôi, đừng khỏi, khỏi hồi hướng đi. Chửi cái giác ngộ giải thoát, đừng hồi hướng mất công. Ông Phật còn không cho, ông Phật cũng không cho làm cái chuyện này. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời chị Nông Thị Nguyệt. Thưa bác, hôm nay con đến xin hỏi hai câu hỏi ạ. Trên tay con có cuốn sách biểu đồ giải thích Phật học. Con xin đọc và hỏi bác một câu ạ. Dạ, cuốn biểu đồ giải thích Phật học của Hòa Thượng Thích Tường Vân biên soạn, Thông Thiền dịch Hán Việt, Hân Mẫn Hiệu Đính của nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội ấn hành năm 2003. Dạ, trang 62 có ghi năm điều rối loạn vào thời mạt pháp. Một, tương lai tỳ kheo sẽ nhận giáo pháp từ hàng cư sĩ. Điều hai, hàng cư sĩ ngồi ở trên, tỳ kheo ở dưới. Điều ba, tỳ kheo thuyết pháp mà không chịu học hỏi. Điều bốn, ma thuyết là trơn, còn chánh pháp là ngụy. Điều năm, tương lai tỳ kheo nuôi nấng vợ con. Năm điều rối loạn vào thời mạt pháp rút từ Pháp Uyển Châu Lâm. Con xin bác giải thích cho chúng con ạ. Giờ giải thích cái gì nữa? Người ta nói rõ rồi. Năm điều này người ta nói rõ rồi, còn giải thích gì nữa? Giờ con suy nghĩ gì? Con đọc lại câu một đi. Giờ thứ nhất là gì? Dạ, điều thứ nhất, tương lai tỳ kheo sẽ nhận giáo pháp từ hàng cư sĩ ạ. Rồi bây giờ bác giải thích nè. Cái giáo pháp chân thật á, có tỳ kheo nào biết không? Con suy nghĩ đi, tính đi, từ Bắc chí Nam trên 17.000 ngôi chùa, có cái tỳ kheo nào biết chánh pháp của Như Lai dạy không? Dạ không ạ. Không thì ta đã hỏi rồi, ta đã trả lời rồi. Rồi câu số 2 là gì nữa? Câu số 2, hàng tỳ kheo ngồi ở trên, hàng cư sĩ ngồi ở trên, tỳ kheo ở dưới ạ. Cái này thì có cư sĩ ngồi trên, nhưng mà cũng cư sĩ nghe coi rồi chứ chưa có tỳ kheo. Cái này nó chưa xảy đến. Nhưng mà trong thời gian giải này có nhiều tỳ kheo ngồi nghe. Thấy không? Nhưng bữa nay không có ai. Thì cái này nó thỉnh thoảng có, chứ không phải là quyết định có. Mà cái này là thỉnh thoảng có, chứ không phải là hằng có. Rồi đó là câu thứ hai. Điều thứ ba, tỳ kheo thuyết pháp mà không chịu học hỏi ạ. Thì bây giờ thì mình rõ ràng đó, nhiều ông tiến sĩ đi đã thuyết pháp không chịu học hỏi mà nói tôi thầy mù nó là sao? Mà tôi đụng đầu nói đó, tỳ kheo gì kỳ vậy? Tỳ kheo nói tôi mù mà tôi đi dạy đạo, mà tôi đụng đầu tôi nói đó. Thì cái này ổng nói là cái điểm thứ mấy? Thứ ba phải không? Thì ổng nói rõ rồi, ông Hòa Thượng Thích gì đó vẫn nói rõ rồi. Điều thứ tư, ma thuyết là trơn, còn chánh pháp là ngụy ạ. Bởi vậy, thuyết, ma thuyết là cái gì? Bảo cúng dường cho mấy ông thầy gọi là đúng. Còn mà người ta giải về cái sự thật đó là, sự thật là gọi là chánh pháp. Nó cho là ngụy là tà. Chữ ngụy đây gọi là tà đạo. Phải không? Thì ông Thích Tường Vân phải không? Ông đã dạy, ông nói rất rõ rồi. Mà ông nói thời mạt pháp nó sẽ diễn ra cái chuyện này. Nhưng mà không biết ông có thần thông không? Không biết. Nhưng mà dường như quyển sách này ông xuất bản năm nào? 2003. 2003, chùa Thiền Tông Tân Diệu bắt đầu nói về Thiền Tông 2006, công bố ra 2017. Nếu mà cái Thiền Tông chính thức ra thì ngày 14 tháng 5 2017.
Có nghĩa là sau ông này 8 năm, 9 năm vậy, nghe không? Ông này ông đoán trước hay, ông này thuộc về Thánh Tăng, ông dám đoán trước thời gian. Xếp ông Thích Tường Vân này gọi là Thánh Tăng. Bữa nào chú gửi cho con 1 triệu, con đi gặp ổng, chú Nhân cúng cho ông 1 triệu đó. Điều thứ 5, tương lai tỳ kheo nuôi nấng vợ con ạ. Chuyện này báo chí nói rồi. mới mấy tháng trước về cái ông nào á 300 tỷ. Tu không biết bao lâu mà được 300 tỷ, thì ổng tuyên bố về cưới vợ luôn. Thì cái này có nghĩa ông Tường Vân này, ông Tường Vân ổng hiểu trước nha. Ông này cũng về Thánh Tăng á, ổng dám đoán trước mấy chục năm về trước, 2003, 2017, là như mười mấy năm trước. Thì ông Thích Tường Vân này thuộc về Thánh Tăng, chú gửi tiếp 1 triệu nữa, bữa nào gặp ổng còn cúng dường nó. Chú Nhân nó, ông nói hay quá, sao chú Nhân cúng dường ông trước sau 2 triệu. Còn không ấy á, ông nghe được cái này, ông đến chùa Tân Diệu chú Nhân sẽ đưa. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi. Con có một câu hỏi nữa của Phật tử Thiền Tông từ Quảng Trị gửi nhờ con hỏi ạ. Con xin hỏi ạ. Dạ, câu hỏi của Phật tử Thiền Tông Quảng Trị hỏi: trong gia đình có 2 bố con tu theo Thiền Tông, vì bố cũng lớn tuổi, người con muốn giúp bố làm công đức thì người bố có nhận phần công đức của con giúp bố không ạ? Bây giờ đó, ông bố đó phải có đồng ý mới được, gọi là kêu bằng đồng ý đó, thì công đức mới vô ổng nè. Ổng chống đối là không được. Tuy là tiền bất cứ ai, nhưng mà con nói bây giờ con lấy cái này con bố thí để cho bố có công đức, bố chịu không? Nó tao đồng ý, thì cái tài khoản sẽ chạy vô ổng liền. Còn nếu tao không đồng ý là nó chặn liền, nó chặn tự động luôn á. Cái đó là do ổng, ổng thích, ổng không tiền, con cái làm thì ổng phụ, ổng làm sao mà cho cái nó nhanh về có công đức, thì ổng có công đức như cái lúc mà ổng đang làm. Còn nếu mà ổng có một cái ý nào vô thì hoàn toàn nó chặn lại. Bởi vì thời buổi này là cái thời buổi nguyên tử, điện tử, tài khoản nó vô mình thì chỉ sai một chút xíu nó không vô được, phải không? Nếu mà ổng đồng ý thì tài khoản nó mở ra chui vô liền. Còn ổng không ủng hộ là nó đứng lại liền. Cái đó là do ổng á. Rồi con hỏi tiếp đi. Ý tiếp. Lúc lâm chung người con mong muốn tạo công đức giúp bố mở mắt thì có được không ạ? Bây giờ trung mà bố mình lúc lâm chung đó muốn cho bố thấy, chắc chắn là ổng có thấy, nhưng mà nếu cái cơ địa của ổng mở được, con cái khẩu, cái miệng ổng mở được, con mắt ổng mở được thì ổng thấy. Còn không được ổng nhắp lại thì đứa con phải nằm ở trạng thái thanh tịnh thiền đúng mức của Thiền Tông, còn hoặc là niệm Phật liên tục trong cái thanh tịnh thiền của A Di Đà vẫn thấy được. Duy nhất chỉ có thanh tịnh thiền A Di Đà mới thấy thôi nha, còn thanh tịnh của mật chú không thấy. Còn ổng nếu mà tự thanh tịnh được, bắt theo cái Thiền Tông thanh tịnh và thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, giờ này mới đem áp dụng, chứ không phải đang sống bình thường áp dụng cũng được. Mà cái này sắp lâm chung mới đem là thanh tịnh rỗng lặng hằng tri. Hằng tri để làm gì? Để hằng biết cái hoa tiêu không có lạc. Thì cái pháp môn Thiền Tông được phép ở cái giờ chót này nè, nha. Thì ổng sẽ thấy. Nhưng mà thấy, nếu nói ổng phải sắp xếp trước thì mình mới, trước khi ấy mình vẽ 1-2 cái biểu đồ vậy đó, hoa tiêu, tại vì nói chẳng biết, bà thấy cái nào, ổng không đưa tay được thì mình đưa mình chỉ, ổng chỉ mơ mắt nhắm mắt thôi, hoặc là ổng lắc đầu, ổng gật đầu, đó thì có thể được. Còn nếu mà không đó thì cái con mắt sau cùng mới được nhắm, con mắt sau cùng được nhắm mới xác định, thì mình phải báo cho biết trước. À, cái này đúng không? Ví dụ nói là đúng thì nhắm mắt lại, còn không mở mắt hoài, hoặc là lắc đầu vậy
phải báo trước cho ông cái thí nghiệm này. Nhưng mà tất cả những người có công đức sau cùng được thấy ưu tiên hơn cái người ở lại. Mà người ở lại muốn thấy cái này thì phải niệm Phật A Di Đà ở trong trạng thái thanh tịnh tuyệt đối. Vì cái niệm này nó có cái lực chứ không phải không đâu. Cái lực giảng sanh mà nó đi ra một cái thế giới gọi là rất thanh tịnh. Vì nước A Di Đà rất thanh tịnh, nhưng mà nó thanh tịnh trong thế giới vật lý, còn cái Phật giới nó thanh tịnh trong cái vĩnh hằng, nó khác. Nhưng mà cái thấy thì trong chớp nhoáng, người thực thi hành được cái niệm Phật A Di Đà sẽ thấy qua tiêu này. Còn ngoài ra thanh tịnh ngồi thiền không thấy được. Ngồi thiền vừa ngồi xuống là thánh nó đã ngã án rồi. Tất cả những vị ngồi thiền vừa ngồi xuống thánh đã án rồi, thành không thấy qua tiêu được đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, vì trong khi sắp lâm chung thì mình không đủ sức khỏe và điều kiện tạo công đức, thì mình có nói trước với người thân trong gia đình và người thân trong gia đình tìm mọi điều kiện để tạo công đức cho mình, vậy mình có công đức không ạ? Được, bởi vì với điều kiện mình phải ủng hộ, thấy không? Nhưng mà cái đó mà thắp lâm chung nếu mình có đức rồi thì nó cũng đỡ. Nhưng mà nên nhớ một điều á, khắp lâm chung mà tạo công đức không, nếu mình chưa có công đức thì không kịp. Là công đức này ổng khắp lâm chung nhưng mà ổng có chưa có hiểu được cái đường về Phật giới. Khúc đó ông thần thả ông ra cái quy luật này, nhưng mà ông thánh cả, ông chết là chết vô ông thánh này. Thành ra bắt buộc là người tu thiền tông phải hiểu cho thông cái con đường về Phật giới. Chứ bây giờ ông có công đức mà ra kia ông thấy Ma Di Đà ông theo là thua, ông Thích Ca ông theo là thua rồi. Nó không có đủ. Giống như muốn cái nghề gì phải thuần thạo đó thì ra mới sử dụng được. Còn mới tập bập bẹ ra không được. Thấy không? Vì thế mà phải khuyên 6-7 tuổi thì làm ơn, còn thời gian ngắn nữa mình về đi thì giờ mình cố gắng. Chứ đợi 85 tuổi chết, 84 tuổi rưỡi thì nó tạo không có kịp. Giống như khát nước mới đầu giếng là làm sao có nước kịp. Mới dở 3-4 cây cuốc là xỉu rồi, làm sao đào. Rồi hỏi tiếp đi. Con xin cảm ơn bác, con hết câu hỏi ạ. Bài Thành. Alo. Dạ, trong lần giải đáp trước thì con có hỏi hai câu hỏi là về năm chữ và năm cách. Thì năm chữ bác nói giữ bí mật và sau đó bác cũng đã trả lời. Và câu hỏi tiếp theo của con là bác nói tu theo thiền tông là có năm cách. Thì con xin hỏi là có phải là thấy, nghe, nói, biết và tạo công đức, con nghĩ vậy có đúng không bác? Năm cách hả? Tu theo thiền tông như thầy nói là có 5 cách thì, 5 cách tu đó. Tu theo thiền tông là có 5 cách. Thì có phải là thấy, nghe, nói, biết và tạo công đức, cái này có đúng không? Câu hỏi này hỏi trật lắc. Người ta bữa hỏi mà ta nói là tu thiền tông chỉ tu 5 phần chứ không phải, hiểu không? Cái câu đó nó là ta chuẩn bị ta làm cái tượng Đức Phật ngồi ở đây nè, ta sẽ nói tu cái kiểu thần tông chỉ có 5 thứ thôi chứ không có nhiều. Không phải là cách, chữ cách nó khác. 5 phần thì cái cách, một cách nó đẻ ra bao nhiêu. Một cách giống như con cái hẻm mà nó xiệt bao nhiêu, nó bao nhiêu cái xiệt nữa chứ phải. 5 phần thôi chứ không phải cách. Thấy không? Ráng đi tháng nữa thằng Hiệp nó đưa ra, nó gắn bảng lên cho thấy nó đang đặt bảng rồi đó. Dạ, cái này là 5 phần chứ không phải là 5 cách. 5 phần chứ không phải 5 cách. Dạ. Hỏi cho đúng. Thôi rỡ lên ngồi hỏi tiếp đi. Hết thôi. Mai mốt là chịu khó về đọc mấy sách cho nhiều đó. Trong sách thiếu gì câu hỏi. Thắc mắc thì cứ hỏi. Thấy không? Dạ, cái câu hỏi này thì nó cũng ngầu hứng. Dạ, trước năm 2000 á, thì lúc đó bố con còn sống thì có khắc một cái tấm lịch, trên đó có một cái bánh xe luân hồi và một cái tay cầm cành hoa sen. Là trước năm 2000 thì cách đây cũng 20 năm, lúc đó con chỉ hơn 20 tuổi thôi. Và chính cái hình này làm con thắc mắc rất là nhiều.
mà không có câu giải đáp thì hôm nay con mới hiểu. Thì thầy cho con hỏi cái đó là gia đình con có phải là có một cái mầm móng thiền tông không ạ? Là ba ông lưu cái hình đó lại à? Tức là trước năm 2000 á, là ba con có khắc một cái tấm hình, khắc một tấm lịch, trên đó có một cái bánh xe luân hồi và một cái bàn tay cầm cành hoa sen. Thì cái tấm hình này hồi đó con thắc mắc rất là nhiều, nhưng mà không có cái câu giải đáp. Tức là trước năm 2000 á, là người cha chưa có mất á, thì người cha có khắc một cái hình, là cái hình chuyển luân, và trên đó có một cái bàn tay cầm cái cành sen. Vậy thì á, là người cha này ngày trước có từng biết về cái mầm móng của cái mầm của cái thiền tông hay không? Biết. Biết. Ông già biết. Biết từ đâu? Biết từ Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ đã khôi phục Thiền Tông vào năm 1968 ở tại sân bóng đá Vũng Tàu, dưới chân núi lớn. 1968 Hòa Thượng Thiền Sư Thích Tư làm cái lễ công khôi phục Thiền Tông. Ổng tu ở trên núi lớn á, ở trên cái tu cái chùa, ở cái thiền viện Chân Không. Ổng nói tôi đã khám phá ra rồi, biết ông Phật dạy gì tôi biết hết rồi. Hôm nay tôi tuyên bố rằng tôi khôi phục Thiền Tông, cả nguyên cái Vũng Tàu và Sài Gòn. Ngày đó chú cũng thuê xe chạy ra xem ông nữa được. À, có nghĩa là cái câu chuyện này nó ra hồi năm 1968, bây giờ là trên bao nhiêu năm? Nếu 2000 là 68 là 50 mấy năm rồi, phải không? Cái ngày đó chú có dự, nhưng hoàn toàn chú không có nói gì hết. Vì trong cái thơ mà ổng mời, cái ngày mà tổ chức ổng là ở đâu biết không? Ổng muốn cái khách sạn Caravan. Ổng tiêu, ổng mời có cuộc họp báo rồi đó. Ngày đó sẽ có cái lễ là công bố khôi phục Thiền Tông ở Vũng Tàu. Mời tất cả những cái ngày đó, chú có đi đến cái Caravan, chú vô chú ăn bữa cơm, chú có dự cái bữa đó. Rồi sau đó cái ngày công bố chú cũng có ra để chú theo dõi thôi, chứ sự thật chú biết thì không phải. Là vì chú năm đó 68 là năm 58, chú đã nắm được cái quyền ký trước 10 năm, chú đã nghiên cứu hết rồi. Thì chú mới có nghi cái chỗ này nè. Nếu mà cái quyền ký này mà giả đó, thì tại sao hiện giờ Hòa Thượng Thích Thanh Từ lại công bố ra? Tại sao đưa cho Long Nữ mà bây giờ Long Nam á công bố? Tôi mới thắc mắc cái này. À, thành ra tôi ra tôi nghe nói hết là tôi biết rồi, thôi không được đâu. Vì thế mà khi mà tôi viết cái quyển sách số 1, tôi có nói cái câu chuyện. Ai đọc cái quyển sách số 1 để biết. Nếu như vậy là không phải Thiền Tông, đây là Thiền Tiểu Thừa, không phải Thiền Tông. Cái quyển sách số 1 tôi có nói ẩn ý, ai đọc tin qua, kêu bằng là tin hiểu thì đọc cái quyển số 1 biết. Tôi có đề cập đến cái chuyện này, nhưng mà lúc đó tôi không có nói nhiều. Nghe không? Thì ba con thì có thể là lấy cái nguồn gốc từ Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói về Thiền Tông này. Chứ còn Thiền Tông chánh thức ba con không biết. Chính con đã theo dõi cái Thiền Tông này con biết rằng nếu mà trước ngày công bố quyền ký hoàn toàn không ai biết giác ngộ là gì, chứ đừng nói là giải thoát. Con nên nhớ rằng giác ngộ giải thoát khi công bố quyền ký ra lần lượt chú mới nói, chứ không phải. Bởi vì rõ ràng trong cái quyển số 10 hoàn toàn không có nói, không có nói gì giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái quyển số 3 chú có ghi một câu: hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được giải thoát, khẳng định vậy. Nhưng mà trong đó chú không nói, chú chỉ đưa cái bìa thôi, chứ trong đó hoàn toàn chú không nói. Mà chú kể chuyện trên trời dưới đất thôi, nghe không? Mà chính thức cái ấy là phải nằm ở trong cái quyển cái giải đáp Thiền Tông này, hỏi chú mới nói à. Bởi vì cái này nó nằm ở trong quyển giáo lý, không được quyền nói ra. Trừ trường hợp quyển giáo lý được xuất bản thì cái này mới được công bố ra.
mà bây giờ Nguyễn Giáo Lý chưa được xuất bản thì bây giờ chỉ còn xuất miệng thôi, chứ không có xuất bản được. Xuất bản miệng nó sẽ bay theo không gian mất, nghe không? Xuất bản kia thì mới là giấy lưu lại, còn về xuất bản miệng ai nghe chút ngày mai quên mất. Rồi thì chú xác định là cái của ba con làm rất đúng, nhưng mà đây là làm theo cái mô típ của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, không phải là chánh gốc của Thiền Tông. Vì thế mà Hòa Thượng Thiền Tinh Thanh Từ không dám để chữ giải thoát. Nếu một người khôi phục Thiền Tông thì ghi rõ ràng trong cái bản đây là nơi khôi phục Thiền Tông, chỉ nói thôi, đâu có dám nói đâu, nói bằng bản á. Bằng bản người ta chụp hình ta mới lưu lại thì người ta mới vô. Nếu mà có nói câu đó thì người ta sẽ vô: thưa Hòa Thượng, khôi phục bằng cách nào, Thiền Tông tu như thế nào, người ta sẽ hỏi. Nhưng mà hoàn toàn vừa rồi cách đây một tháng thì có anh Hiệp, mà anh Thoảng nè, Khánh nè, với ba bốn người nữa, tôi quên, có ra hỏi, hỏi tu Thiền Tông tu sao, thì ông nói là biết giọng không theo. Thì thôi, tôi hỏi, thì hỏi nữa mấy chú thì không hỏi, chú ngồi ngoài, chú không dám vô. Thì hỏi chứ không biết giọng là biết làm sao, làm thinh đâu biết gì đâu. Thì thằng Hiệp với Duy Khánh nó bao về nó tấn công không được, bỏ đi. Đó. Nó ủa tại sao từ khu vực Thiền Tông mà tôi không thấy không có chữ Thiền Tông, thì mới nói là sao Thiền Tông ở dưới bếp á, nó xuống kiếm không thấy nữa, ủa đâu có đâu, chỗ nào đâu, nó chạy vòng vòng. Rồi thôi mấy ông trốn mất thì thôi, tụi nó thôi tay trốn mình về, chứ ở đó, ở đây nó đóng cửa mà chết luôn á. Thấy không? Thì xác định là cái chữ cái logo này thì của ba con lấy từ Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nói cho con biết. Này con hỏi chung mới nói nha. Chung hỏi chung nói. Rồi hỏi tiếp đi, hỏi hay quá tớ nói tiếp. Dạ, lúc đó thì con, lúc sự việc đó cách nay thì cũng 20 năm rồi, thì lúc đó con cũng mới hơn 20 tuổi, mà chính bản thân con lúc đó tự nhiên thắc mắc vào cái cành xe này, thắc mắc với chính bản thân mình á, và không có được cái câu trả lời, tại vì con thấy gia đình con là Phật giáo mà con thấy nó không có liên cái cành tay, cái cánh tay mà cầm hoa sen đó. Trước đó là mình nói trong Phật giáo nó không có cái này, mà cứ tự thắc mắc. À, lúc đó con tự thắc mắc mà không có được câu trả lời, nhưng mà tới nay thì con gặp Thiền Tông. Thì bây giờ nha, bây giờ con thắc mắc cái gì á, con mới nằm ngủ rồi thắc mắc gì, con làm ơn lấy cái viết giấy để trên đầu á, viết đi ngầm mai mốt để chứ để vô rồi quên sao. Tất cả thắc mắc đọc sách gì, thắc mắc gì viết đó đi, để đó rồi. Dạ, mà không, để tới chủ nhật vô đây hỏi. Cho con nói, tức là cái thời điểm đó cách đây hơn 20 năm á, con thắc mắc chính với cái hình mà ba con khắc lên đó, là con tự thắc mắc với bản thân mình á. Thì cho con hỏi cái đó là cái hiện tượng đó có phải là chính bản thân con có một cái mầm mống với Thiền Tông hay sao ạ? Nói thiệt con đó nha, con mà đến cái chùa này con có công đức con mới đến hoài, còn con không có đến công đức con đến ngày con trốn mất được. Không có công đức không beo được, không bám được cái chùa này. Con có công đức con mới bám, còn không có công đức hoặc có đúng ít á, vừa đi bữa trước bữa sau chạy trốn luôn. Đó, phải hiểu như vậy. Tại sao? Là tại vì cái đó nó hút vô đây. Đây là cái lực cho hút của cái công đức. Cái chùa này nó là hút công đức. Vì thế mà tất cả những người đi ngang qua đây mà thấy chuyên dạy giải thoát, người ta nói cái chùa này gan quá. Đi trong nước tôi không thấy cái chùa nào dám để cái này, mà ông dám để cái này, ông thuộc gì? Thuộc gì gan lì vậy? Không biết có đúng không? Thì nhào vô một là đánh gục ổng. Ông gan đó, tôi hỏi ông trả lời nổi không? Mà cũng may là hai năm mấy nay không ai vô hỏi, mà hôm nay có mình con đó, dám hỏi. Thì con thuộc về gan, ráng đánh gục chú đi. Đánh gục chú để làm gì con biết không? Chú thi lễ với con liền. Ráng đi, ráng về nhà nằm chiêm bao hỏi cho kỹ. Đọc kinh sách nào cũng được, thấy câu nào vô đánh gục câu này mới được. Nghĩa là phải bây giờ chú tuyên bố là cái
cái cửa thành bóng đá của chú á, chú đã căng cứng ngắc không ai đá vô nữa. Giờ còn ráng đi, còn ráng đá làm sao phủng đi, phải không? Thì để giật giải, chứ này mấy năm là chưa có ai hỏi, chưa có ai đánh gục chú được hết. Cố gắng đi, còn có khả năng đó, chú thấy còn có khả năng đó, ráng đi. Dạ, rồi. Xin cảm ơn. Rồi. Con xin chào bác Nhân, xin chào các quý vị. Cho con hỏi một câu hỏi bác Nhân. Lúc trước con tu trong vật lý, niệm Phật, tùng Pháp Hoa, nói chung là cái môn nào cũng có. Từ khi con biết Thiền Tông thì con có yếu chỉ. Thì con có một lần thì con nghe được bốn chữ A-di-đà Phật. Mà nghe từ bên ngoài, ban đầu con không có tin vào tai mình. Thì sau con một hồi con mới nghe từ phía bên ngoài. Rồi cách sau chừng một tháng á, thì trong lúc 15 phút đầy 12 giờ đêm, nó có một cái con để, khi con biết tâm Thiền Tông rồi thì khi mình ngủ mình để tâm thanh tịnh, là có một cái gì đó nó đánh thức mình dậy. Thì trong lòng nó tử ở trong người, nó phát ra mấy giây, chỉ có mấy giây thôi, là cũng bốn chữ A-di-đà. Nhưng mà mình cảm nhận rất rõ ràng là từ trong người nó phát ra rất là nhẹ nhàng. Cho con hỏi bác là cái hiện tượng đó là hiện tượng gì, để con tìm hiểu thêm. Thì hồi trước con tu niệm Phật phải không? Cũng có tụng Pháp Hoa, niệm Phật, rồi niệm chú. Có trước có tu niệm Phật không? Dạ có, nhiều lắm. Thì bây giờ con tu qua Thiền Tông cái gì? Dạ. À, vậy là không chịu đâu, mấy ông Thánh không chịu cho vô. Thì ông niệm cho con thấy đừng có đi tu Thiền Tông, nó là tà đạo đó, đừng có thu. Tu A Di Đà nó mà là chánh đạo đó. Thì mấy ông Thánh biểu vậy, ý ông Thánh đó. Đi là tụi con lên A Di Đà nó là chánh đạo, còn cái Thiền Tông nó tà đạo, con đừng có vô. Đó là mấy ông Thánh báo cho con biết đó. Đây là cái cõi trên người ta nói rồi đó, thì cũng nên đừng có vô Thiền Tông, hiểu không? Yeah. Có nghĩa là con đã đi sai đường. Hồi xưa con đi A Di Đà mà giờ con Thiền Tông không được. Thiền Tông nó tà đạo, đừng có vô, phải vô A Di Đà. Lên trên nó vui hơn. Hồi đi về Phật giới nó buồn lắm. Về Phật giới đi về, nó không có việc làm giống như đây. Ở đây ở dưới đà thanh tịnh rồi đi chơi tùm lum chỗ này cảnh kia. Bởi vì trên cõi A Di Đà này, chim muôn ca hót qua thời ngọc xa, cây trái như ngọc như vàng. Về Phật giới có cái vụ này đâu, đừng có vô. Thành đã mấy ông Thánh biểu con tu A Di Đà, nói cho con biết. Con cảm ơn bác. Bác nói đúng là con vô Thiền Tông là 3 năm rồi. Nhưng mà bác nói rất là đúng. Ban đầu vô khó lắm. Ban đầu vô chùa này rất cái tâm kỳ lắm, không có được bình thường. Mỗi lần đi muốn như ngày mai là tính về Tân Diệu. Thì tối nay có một cái gì đó cản, không có chịu cho đi. Nhưng mà 2 tuần nay con đi về thấy tâm thanh thản lắm, nhẹ nhàng lắm. Thì cho con hỏi bác vậy là con có nên tu Thiền Tông không? Thôi, ở đây bác trả lời rồi. Thì bây giờ hay là tu theo A-di-đà là tốt nhất. Rồi, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Nhưng mà từ cái ngày mình tu Thiền Tông tới giờ mình không còn nghe nữa. Cái hồi mới yếu chỉ á, chừng 1 tháng 2 tháng á, thì mình có nghe 2 lần. Nhưng mà bây giờ đã 3 năm rồi thì mình không còn nghe cái A-di-đà đó nữa. Từ ngày biết tu Thiền Tông. Thì vô Thiền Tông mấy ông Thánh nó biểu mình trở lại A-di-đà. Thì mới xuất hiện cho con biết vậy đó. Cũng như sợ con đi lạc đường thì mấy ông Thánh dắt phải trở lại A-di-đà. Đừng có leo Thiền Tông. Thánh nói mà con không nghe nữa hả? Đi dạ, vô đây đừng vô chi. Dạ, dạ con cảm ơn bác nhiều. Nhưng mà con cũng làm được hơn
nhiều bài con có làm bài kệ, rồi cũng đặt 26 câu hỏi, rồi cũng làm bài tường trình, nhưng mà con chưa có nộp. Rồi nếu mà làm xong thì nộp vô cái trực ban qua bên thiền tông thất gặp anh em nộp. Cái này bác nói đúng, chưa đủ duyên. Bữa hôm làm có sẵn, nhưng mà hẹn với bạn Lan bên nay không có mặt. Rồi hẹn với bạn Lan để bạn Lan coi, tuần rồi có cô về một lần. Mà hẹn với bạn Lan bây giờ làm đầy đủ rồi, mà nếu như vậy thì bạn nói vậy thì thôi ha, mình để lát nữa mình vô mình quay thử được không? Rồi cảm ơn bác nhiều. Rồi cảm ơn con. Hiện tại cũng đã hết câu hỏi rồi, xin dừng buổi giải đáp ngày hôm nay.